chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho biệt thự đồi view biển của Nova World Hồ Tràm. Cam kết lợi nhuận đầu tư 7,5% một năm, thanh khoản 100%. Ưu đãi Nova Collection tới 5%. Ưu đãi quà tặng Nova Pacific lên tới 600 triệu cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Vâng, xin chào quý vị. Khu vực Hồ Tràm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có một lợi thế cực kỳ lớn, đó là rừng vàng và biển bạc. Trên cung đường 30 km từ Lộc An tới đến Bình Châu có một cái chuỗi sản phẩm của Nova Land phát triển. Đây là một cái tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp trên cung đường Hồ Tràm, và có một cái phần kỳ đặc biệt, đó là phần kỳ Tropicana, có một cái dòng sản phẩm trên đồi và hướng biển. Đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ khan hiếm trên cung đường Hồ Tràm. Nếu quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu một cái dòng sản phẩm khan hiếm với một tầm nhìn biển bao la thì đây là sản phẩm phù hợp với quý vị. Và chi tiết hơn về sản phẩm này, mời quý vị cùng xem những thông tin ngay sau đây. 5 lợi thế nổi bật của biệt thự đồi view biển Nova World Hồ Tràm phân kỳ The Tropicana. Thứ nhất, sở hữu vị trí trên cao, tầm nhìn view đắc địa. Thứ hai, nguồn cung hữu hạn. Thứ ba, phong thủy rất tốt cho chủ nhân. Thứ tư, khả năng thanh khoản tốt. Và cuối cùng, nằm trong hệ sinh thái đầy đủ của Nova Group. Trăm nghe không bằng một thấy. Những hình ảnh quý vị đang thấy chính là hình ảnh thực tế của Tropicana. Đây là hình ảnh được Văn Học đã quay vào thời điểm tháng 4 năm 2021. Trong thời điểm hiện nay thì đang giãn cách xã hội nên Văn Học không có những hình ảnh mới nhất. Tuy nhiên, cái khu vực vui chơi giải trí Tropicana Bắc đã lên hình rất là đẹp rồi nha quý vị. Văn Học sẽ cập nhật quý vị sau. Đây chính là khu 3. Đây là một trong những cái khu, một cái cao độ rất là cao của phân kỳ Tropicana này. Độ cao lên tới 30m và tất cả các dòng sản phẩm khác hiện nay không có được cái vị trí như vậy. Nên khi quý vị sở hữu những dòng sản phẩm ở khu đồi này thì quý vị sẽ có một cái tầm nhìn bao la rộng lớn hơn. Và những cái dòng sản phẩm này đều là những dòng sản phẩm cực kỳ khan hiếm. Và sau cái video này thì Văn Học sẽ mời quý vị cùng đến với một cái video 3D, video phối cảnh của phân khu 3 này để quý vị có thể chiêm ngưỡng. Sở hữu tầm nhìn từ trên cao với tầm nhìn đa số là hướng biển tạo nên một quang cảnh thanh bình và giải tỏa đi những mệt mỏi bộn bề của cuộc sống. Không những view đẹp mà tại đây các khu biệt thự đều có những cái khoảng không khí trong lành mát mẻ. Giao thông thì đi lại thuận tiện, nằm trong khu vực yên tĩnh, an ninh trật tự thì đảm bảo. Nhắc đến Nova World Tràm, đây là một vùng biển có lợi thế du lịch cực kỳ lớn. Đây là một vùng biển rất gần thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị chỉ mất 90 phút thôi là quý vị có thể di chuyển từ thành phố 13 triệu dân xuống tới khu vực Hồ Tràm này. Và từ sân bay Long Thành thì quý vị đến với Nova World Tràm, quý vị chỉ mất 60 phút. Sân bay Long Thành là một trong yếu tố hạ tầng quan trọng, mang đến 100 triệu lượt khách một năm thì nó hoàn thiện cả đủ 4 giai đoạn. Cùng với đó, các cái đường ven biển đang trong quá trình mở rộng lên 42m với từ 6 đến 8 làn xe. Đây chính là con đường ven biển huyết mạch kết nối từ Vũng Tàu ra tới Phan Thiết. Cùng với đó, các hạ tầng giao thông kết nối đặc biệt quan trọng như là cao tốc Bến Lức Long Thành đang trong quá trình hoàn thiện. Đây sẽ giúp rất nhiều khách hàng ở các cái tỉnh miền Tây kết nối về với Nova World Hồ Tràm một cách nhanh chóng nhất. Đây chính là hình ảnh của Nova World Hồ Tràm phân kỳ Tropicana. Phân kỳ này với quy mô 140 ha, với nhiều dòng sản phẩm sẽ phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng. Đây là một trong những phân kỳ bán đầu tiên và phân kỳ này cũng đang trong quá trình hoàn thiện với rất nhiều các tiện ích đáp ứng cái nhu cầu đến đây vui chơi giải trí của quý vị, cũng như rất nhiều thế hệ có thể phù hợp đến với nơi này khám phá trải nghiệm cũng như nghỉ ngơi. Tại phân kỳ này chúng ta sẽ có 6 khu. Khu đầu tiên là khu biển. Khu thứ hai chính là khu shop house. Khu thứ ba chính là khu biệt thự đồi view biển. Khu thứ 4 và khu thứ 5 chính là biệt thự dòng sông Lagoon. Và cuối cùng, khu thứ 6 chính là khu vực nhà phố vườn sinh thái. Và để quý vị lần đầu tiên xem này có thể hình dung ra cái phân kỳ này thì Văn Học sẽ giới thiệu nhanh qua thôi. Đầu tiên đó là khu biệt thự biển, tại đây có khoảng 140 căn. Đây là những dòng biệt thự biển rất là đẹp, rất là gần biển nha quý vị. Diện tích từ 140 cho đến 260m² một căn. Tiếp theo, dòng sản phẩm shop house biển. Shop house biển tại đây chúng ta sẽ có hai loại diện tích 6x26 và 6x30. Đây là một trong những dòng sản phẩm có chương trình cam kết thuê lại vận hành cho quý vị liên tục 5 năm. Vâng, với một cái chương trình cực kỳ tuyệt vời. Quý vị có thu nhập đều hàng tháng nha quý vị. Rất là yên tâm dòng tiền cho quý vị từ 70 đến 80 triệu.
Còn đây là dòng sản phẩm biệt thự dòng sông Lagoon. Tại đây chúng ta sẽ có hơn 7 km kênh đào xung quanh cái phân khu này. Nên đây là một cái khu vực rất là đẹp để quý vị có thể trải nghiệm chèo thuyền những dòng sông như kiểu của Hà Lan vậy đó. Kênh đào dòng sông Lagoon này thì với một cái chiều dài nó 7,8 km. Các căn biệt thự ở đây thì sẽ có những cái khoảng sân vườn cũng như cái khoảng kênh phía sau nhà cực kỳ mát mẻ cũng như rất là lãng mạn nên thơ. Tại đây chúng ta sẽ có hai cái hồ lớn với tổng nó là hơn 2 hecta. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm rất là đẹp của khu 4 và khu 5, biệt thự view dòng sông Lagoon. Và chúng ta sẽ quay lại với khu 3, khu biệt thự đồi. Và đây cũng là dòng sản phẩm mà Văn Học sẽ giới thiệu với quý vị trong video này. Tại đây cái dòng sản phẩm rất là ít, chỉ hơn 200 căn thôi. Với cái khu vực biệt thự đồi với biển này, chúng ta sẽ kế bên nó là khu Tropicana Park với quy mô 17 hecta. Đây là cái khu vui chơi giải trí lớn nhất của cái chuỗi phân kỳ Novago Hồ Tràm này. Đối diện nó chính là khách sạn M Gallery. Khách sạn này với khoảng gần 300 phòng, đây là một trong những biểu tượng khách sạn đặt tại đây, giúp nâng tầm cái thương hiệu của phân kỳ này lên. Và trước mặt của những cái dòng biệt thự đồi view biển này, nó chính là cái trục shop house. Trục shop house Summit với rất nhiều thương hiệu của Nova về đây sẽ khai thác và vận hành. Vâng, dòng sản phẩm đồi view biển đây chúng ta sẽ có 270 căn. Cái độ cao của nó từ mặt đường cho lên tới khu vực cao nhất đó là 30m. Nên những căn biệt thự tại đây sẽ có một cái tầm view rất là thoáng. Đây là một trong những cái phối cảnh để quý vị có thể nhìn và rất là dễ hình dung. Những dòng sản phẩm rất đẹp. Với những cái căn biệt thự đồi view biển này, quý vị sẽ có một cái tầm nhìn view rất là thoáng, rất là xa. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà rất ít, khó để kiếm được trên cái cung đường biển Hồ Tràm này. Dòng sản phẩm biệt thự đồi view biển chúng ta có khoảng 4 đến 5 mẫu. Và sau đây là những cái mẫu nhà. Tại đây chúng ta sẽ có dòng biệt thự đơn lập. Biệt thự đơn lập này nó là một cái vị trí cao nhất của khu đồi này với diện tích là 15 x 25. Dòng sản phẩm này đặc biệt chúng ta sẽ có hồ bơi và sẽ có cái hầm để xe luôn. Đây là điều rất tuyệt vời nha quý vị. Đây là một dòng biệt thự đơn lập khác có một tầm view cũng rất là đẹp nhưng mà diện tích 10 x 20. Và tiếp theo đó là dòng biệt thự song lập. Biệt thự song lập tại đây cũng có dòng diện tích đó là 10 x 20. Thiết kế của những căn biệt thự song lập này đó là một trệt một lầu. Và đây là một dòng sản phẩm biệt thự song lập khác cũng thiết kế một trệt một lầu. Với căn biệt thự song lập này, thiết kế một trệt một lầu này thì nó sẽ có 3 phòng ngủ cho quý vị. Hiện nay Novago Hồ Tràm phân kỳ Tropicana đang cho quý vị booking. Booking này là có hoàn tiền nên quý vị có rất là nhiều thời gian để cân nhắc, để lựa chọn. Quý vị vừa có cơ hội để sở hữu một cái bất động sản với một cái chương trình cam kết lợi nhuận, cũng như việc quý vị đầu tư, quý vị sẽ an tâm hơn, cam kết thanh khoản cho quý vị. Vâng, và vừa chia sẻ quý vị dòng sản phẩm đặc biệt của phân kỳ Tropicana. Quý vị nào yêu thích sản phẩm biệt thự đồi view biển, hãy gọi ngay cho Văn Học từ số hotline 0888 373 777. Văn Học sẽ chia sẻ quý vị đầy đủ thông tin. Phần cuối video thì còn rất nhiều video khác quý vị có thể tham khảo thêm. Văn Học cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.